Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, ban biên tập chúng tôi xin gửi đến quý vị và khán giả những thông tin hữu ích nhất để quý vị khán giả có những phút giây thực sự thư giãn và thoải mái sau những giờ làm việc tràn đầy căng thẳng. Sau đây là những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, khu vực Trung Lưu và Thượng Lưu sông Dương Tử vẫn tiếp tục có mưa lớn. Vào ngày hôm qua, sạt lở đất kinh hoàng đã xảy ra ở thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu và Hoàng Cương ở tỉnh Hồ Bắc, khiến ít nhất 20 người ở khu vực này bị mất tích. Nhiều người đã bị chôn sống trong trận sạt lở đất ở Quý Châu. Thông tin từ Cục Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quý Châu, vụ sạt lở đất xảy ra ở thôn Thạch Bản, thị trấn Cẩm Long, huyện Tùng Đào, thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu. Vụ sạt lở không chỉ gây ra sự cố mất điện mà còn làm gián đoạn liên lạc. Hiện tại, theo phán đoán sơ bộ, có 14 người đã mất tích, 8 người bị mắc kẹt và hơn 80 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ video lan truyền trên mạng cho thấy, hiện trường vụ tai nạn rất khủng khiếp, ngôi làng hầu hết bị ngập lụt và khoảng 100.000 mét khối bùn đất đá đổ xuống, chôn vùi, phá hủy các nông trại. Điều đáng chú ý là đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV từng đưa tin Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang đi thị sát tại Đồng Nhân và Quế Dương. Trong hình ảnh, bản tin cho thấy Tôn Chí Cương, Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu và Kham Di Cầm, tỉnh trưởng tỉnh Quý Châu cũng đi theo tháp tùng. Vào thời điểm đó, Lý Khắc Cường nói rằng nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo ở Quý Châu là rất quan trọng. Hiện tại cần 100% hoàn thành nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo và ngăn chặn nghèo đói trở lại do thiên tai. Mặt khác, theo tin tức từ cơ quan phòng chống lụt bão và hạn hán của huyện Hoàng Mai, thành phố Hoàng Cương, khoảng 4 giờ sáng nay, một trận lở đất bất ngờ xảy ra tại làng Viên Sơn, thị trấn Đại Hà, huyện Hoàng Mai, quận Hoàng Cương đã gây ra thiệt hại cho nhà cửa và hơn 10 người trong 5 hộ gia đình đã bị chôn sống. Hiện tại hiện trường có một phụ nữ đau đớn gào khóc, con trai tôi bị chôn vùi ở trong ấy. Trước đó, cơ quan phòng chống lụt bão và hạn hán quận Hoàng Mai đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lụt khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 3 vào lúc 1 giờ chiều. Chính quyền thành phố Hoàng Cương cũng gửi một thông điệp cho biết khu vực Trung Nam Bộ của thành phố Hoàng Cương lại bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Mực nước của đoạn sông Dương Tử chảy qua Hoàng Cương đã vượt ngưỡng cảnh báo, khiến tình hình phòng chống lũ lụt tại đây đang rất nghiêm trọng. Cơ quan phòng chống lụt bão thành phố Hoàng Cương quyết định nâng mức ứng phó kiểm soát lũ lụt từ cấp 3 đến cấp 2 vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm qua. Theo thông tin dự báo thời tiết, mùa mưa năm nay dài hơn và sẽ có mưa lớn trong tuần tới. Quận Hoàng Mai sẽ phải đối mặt với một thách thức nhân đôi khi bên ngoài phải chống lũ, bên trong phải phòng lụt. Khi Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát cảnh báo màu cam đối với mưa bão. Tính đến ngày hôm nay, các khu vực thuộc tỉnh Hồ Nam nằm ở Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử có đến 1.094 hồ chứa vượt quá báo động lũ và lượng mưa ở hơn 10 quận, thành phố như Vũ Hán, Hòa Cương đã gần 500mm. Vào ngày hôm nay, huyện Hy Thủy, thành phố Hoàng Cương cho biết hồ chứa Bách Dương Hà, hồ chứa lớn thứ hai của huyện này đã bị rò rỉ và biến dạng trên phạm vi rộng. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã ban hành cảnh báo màu cam về mưa lớn. Một số khu vực ở phía bắc của tỉnh Giang Tây có thể có mưa cực kỳ lớn. Vành đai mưa chủ yếu di chuyển về phía nam đến các khu vực dọc theo sông Dương Tử và phía nam sông Dương Tử, Quý Châu và phía bắc Giang Nam. Do đó, khu vực cục bộ có khả năng mưa lớn và mưa cực kỳ lớn. Một số nơi ở phía bắc Giang Tây sẽ có mưa cực kỳ lớn. Kể từ ngày hôm kia, mưa lớn đã xảy ra ở phía đông khu vực Nam Trung Quốc đến Trung Lưu và Hạ Lưu sông Dương Tử. Lượng mưa tích lũy ở Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải và Chiết Giang đạt từ 200mm đến 350mm. Lượng mưa ở Trường Gia Giới và khu vực Đông Nam của Hồ Nam, khu vực phía Nam An Huy, khu vực phía Bắc Giang Tây đạt từ 300 đến 500mm. Lượng mưa ở Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương ở Hồ Bắc đã đạt từ 800mm đến 1000mm. Khiến ngoại giới vô cùng lo lắng. Quý vị thân mến, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc, lũ lụt tràn lan ở lưu vực sông Trường Giang, mối lo về đập Tam Hiệp đang trở thành chủ đề bàn tán khắp mọi nơi. Ông Vương Duy Lạc, chuyên gia về đập Tam Hiệp nói rằng, nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp vẫn luôn tồn tại và hơn 500 triệu người sẽ không có nơi để trốn thoát. Giải pháp duy nhất là phá bỏ con đập. Tính từ đầu tháng, miền Nam Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa lớn gây ra tai họa lớn cho gần 100 triệu dân tại 25 tỉnh thành của Trung Quốc. Mấy ngày trước, Bộ Thủy lợi của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp báo và đưa ra lời cảnh báo. Năm nay, Trung Quốc có nguy cơ phải đối mặt với 3 rủi ro lớn là lũ lụt vượt mức rủi ro đập chứa nước và lũ quét. Bộ Thủy lợi tính đến nay có hơn 150 con sông đã vượt mức cảnh báo. Một số con sông xuất hiện lũ vượt mức kỷ lục trong lịch sử. Thông báo nói rằng tình hình phòng chống lũ đang rất cam go. Các công trình phòng chống lũ mà có khả năng chống cự với những trận lũ lụt lớn nhất kể từ năm 1949
cũng khó có thể đối phó với những trận lũ lụt vượt mức khả năng đây có thể trở thành một sự kiện kinh hoàng nhất thế giới. Thông báo trên có thể được hiểu là năm nay có thể sẽ xuất hiện trận lũ lụt với quy mô lớn nhất kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập đến nay. Nhà kinh tế học với một tài khoản trên Twitter đã đăng lên một video và nói rằng Vũ Hán cũng đang mưa lớn ở mức báo động đỏ. Vào trung tuần tháng này, mưa dài dẳng ở trung và hạ lưu sông Trường Giang, mưa lớn ở Vũ Hán đã đạt đỉnh điểm. Việc đập Tam Hiệp xả lũ và lũ lụt ở hạ lưu sẽ gây ra lũ lụt trên toàn lưu vực. Đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với nguy cơ rất lớn. Vào sáng sớm, trạm phát điện ở huyện Đan Ba, Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đã bị vỡ, dẫn đến sạt lở đất nghiêm trọng. Qua video có thể thấy, trận lũ lớn đã đổ từ thượng nguồn xuống những nơi nó đi qua, một vài ngôi làng đã bị cuốn trôi. Đất đá sạt lở từ đỉnh núi đã trực tiếp nhấn chìm và chôn vùi nhiều ngôi làng. Tài khoản này cũng nói trên Twitter rằng, vùng thượng lưu đập Tam Hiệp thuộc vùng Tứ Xuyên, Trùng Khánh đang bị ngập lụt. Các hồ chứa nhỏ bị vỡ và đập Tam Hiệp đang gặp nguy hiểm. Ông Hoàng Tiểu Khôn, giảng viên hướng dẫn luận án tiến sĩ của Học viện Nghiên cứu Khoa học Kiến trúc của Trung Quốc cũng đưa ra một cảnh báo với bạn bè trên WeChat rằng phía dưới Nghi Sương hãy mau chạy đi. Nói một lần cuối cùng, tiến sĩ Phương Duy Lạc, chuyên gia nổi tiếng về vấn đề đập Tam Hiệp, hiện sinh sống ở Đức nói rằng đập Tam Hiệp luôn tiềm ẩn mối nguy hiểm lớn và có thể vỡ bất cứ lúc nào. Người dân sống ở khu vực dưới của Nghi Sương cho đến thành phố Thượng Hải đều phải chạy đi, nhưng biết chạy đi đâu. Hiện tại, dù họ có visa và hộ chiếu nước ngoài, cũng không thể xuất ngoại, giờ có thể chạy đi đâu để lánh nạn. Ông Vương cho biết, nhất 40% trong số 100.000 hồ chứa ở Trung Quốc không đảm bảo an toàn. Việc xả lũ vỡ hồ chứa sẽ gây ra hệ lụy về vỡ đập Tam Hiệp. Nhìn xem, giờ đây, có thể đến đâu để lánh nạn đây? Cùng đường rồi, các quan chức của Bộ Thủy lợi Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một cuộc họp báo vào tuần qua đã thừa nhận rằng, trong số gần 100.000 hồ chứa của Trung Quốc, một số hồ chứa đang trong tình trạng báo động với mức độ khác nhau. Tình hình kiểm soát lũ năm nay rất cam go, toàn dân phải chuẩn bị thật tốt cho một trận lũ lớn. Ông Vương cho rằng người dân Trung Quốc vốn dĩ đã không hề có an toàn, chính phủ cũng sẽ không quan tâm đến sự an toàn của người dân, mà ngay cả đội quân 50 xu đang sống dưới Nghi Sương, liệu họ có thể thoát nạn. Ông Vương nói, năm đó ai đã ủng hộ nghị quyết của Đảng để xây dựng đập Tam Hiệp, và giờ thì sẽ phải nhận hậu quả tương ứng, phải đương đầu với kiểu khủng khiếp này. Chỉ còn cách phá bỏ đập Tam Hiệp mới đảm bảo được an toàn. Nếu không thì chẳng còn cách nào khác. Các người nói Đảng sẽ có biện pháp ư, nhưng giờ Đảng cũng hết cách rồi. Chạy đâu mới thoát nạn đây? Hết đường thoát rồi. Ông cũng đề cập rằng, vào sáng sớm sạt lở đất đã chặn đứng dòng chảy của sông Tiểu Kim Xuyên, tạo thành một đập nước lớn ở Mai Long Câu, thị trấn Bán Phiến Môn, huyện Đan Ba, Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, thượng nguồn của đập Tam Hiệp. Ông Vương cho biết, các tảng đá lớn và đất đá sạt lở từ trên núi đổ xuống, tạo thành một đập nước chứa tạm thời, ngăn chặn dòng chảy của trận lũ lụt. Khi nước trong đập dâng cao, sẽ bắt đầu xuất hiện hiện tượng rò rỉ một lượng lớn khi hồ chứa nước tạm thời bị phá vỡ, tạo thành một trận lũ quét kinh hoàng. Ông cho hay, sức tàn phá của lũ lụt vỡ đập mạnh gấp hàng chục lần lũ lụt tự nhiên. Nó tiến về phía trước như một cơn sóng thần. Vì vậy, bất cứ nơi nào nó đi qua, nhà cửa hai bên ngay lập tức bị cuốn trôi về chìm trong biển nước. Ngoài ra, cây cầu đang xây trị giá gần 150 triệu nhân dân tệ ở Tứ Xuyên cũng không thoát khỏi số phận bị cuốn trôi. Đó là do bộ phận xây dựng cầu đã không tính toán hợp lý các biện pháp để phòng chống lũ lụt. Ông cũng nói rằng, những ngôi nhà bị lũ cuốn trôi đều được dựng trên bãi sông, đó là địa phận của nước. Đó là nơi con người và nước tranh giành với nhau. Nước rất hiền hòa, nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Nếu bạn đùa với nước, nó có thể cướp đi sinh mệnh của bạn. Trong hơn 70 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền, Đảng đã có thể kiểm soát mọi thứ rất nghiêm ngặt nhưng lại không thể kiểm soát được nước. Cách trị thủy của Đảng là một đống đổ nát. Điều này chính là do chính sách của Đảng gây nên. Ông Phương tiết lộ, thượng nguồn của đập Tam Hiệp nguy hiểm hơn ở hạ lưu. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng đã hoàn thành công tác tái định cư ở thượng nguồn, nhưng khu dân cư mà Đảng xây dựng cho dân được xây lại vì tất cả chúng đều không đảm bảo an toàn. Trong trường hợp lũ lụt xảy ra, cả khu vực đó hoàn toàn sẽ bị nước lũ nuốt chửng. Ông cũng liệt kê các khu di cư mới được xây dựng trên khu vực sạt lở của đập Tam Hiệp như ở huyện Phu Sơn, huyện Tỷ Quy, huyện Ba Đông, huyện Phượng Tiết, huyện Khai Châu và các khu vực dân cư khác. Các khu vực đều được xây dựng ở vị trí mực nước thấp hơn mực nước của đập Tam Hiệp. Khi lũ lụt xảy ra, người dân sống ở bên dưới sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ông Vương nhấn mạnh, đây không phải là chuyện giật gân. Chúng ta phải tìm biện pháp để giải quyết con đập, chứ không phải tìm cách để tháo chạy. Mọi người lánh nạn, nhưng có thể chạy đi đâu đây? Gần 5.000 triệu người đang sinh sống ở trung và hạ lưu sông Trường Giang cùng đi lánh nạn, thì căn bản là không có chỗ để chứa. Đi lánh nạn không bằng phá bỏ hoàn toàn con đập. Mỗi người cùng góp công góp sức để phá bỏ nó, thì sẽ không còn con đập nữa, cũng không còn những lo sợ và nguy hiểm rình rập nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé.
Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.